cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Tucson mới nhất đầy đủ các phiên bản. Hyundai Tucson sở hữu ngoại hình bắt mắt, thiết kế thể thao với ngôn ngữ Sensual Sportiness. Nội thất trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế sau rộng rãi. Xe có động cơ 2 tùy chọn nhiên liệu xăng và dầu. Đối thủ của Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam gồm có Mazda CX5, Honda CRV, Mitsubishi Outlander. Nissan X-Trail tại Việt Nam, Hyundai Tucson được phân phối với 6 màu sơn gồng, bạc, trắng, đen, vàng cát, đỏ, vàng be. Phần đầu xe của Hyundai Tucson có lưới tản nhiệt hình thang với các góc nhọn sắc xảo. Cụm đèn pha full LED kết hợp 5 tinh cầu thủy tinh chứa các bóng đèn nhỏ. Phía trên đèn pha là giải đèn LED ban ngày thiết kế hình chữ lở ôm trọn cụm đèn pha. Hóc hút gió là nơi đặt đèn sương mù tích hợp giải đèn LED hình chữ lở đẹp mắt. Thân xe có các đường gân dập nổi đậm tính khí động học, mâm xe thiết kế hiện đại, mang phong cách riêng và cung cấp 3 kích cỡ gồm 17, 18 và 19 inch phiên bản turbo. Phía sau xe, cụm đèn hậu LED thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ. Cụm đèn phản quang đặt ở vị trí cao hơn. Cánh chia gió và ống xả kép là điểm nhấn tạo nên chất thể thao của Hyundai Tucson. Khoang nội thất của Hyundai Tucson được làm từ các vật liệu cao cấp Ngôn ngữ thiết kế Human Machine Interface (HMI) đem lại cho khoang nội thất của xe sự sang trọng, đẳng cấp, tiện nghi bậc nhất phân khúc. Ở giữa bảng táp-lô là nơi chế ngự của màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch dạng fly monitor. Các nút điều khiển được gia tăng kích thước và bố trí rất khoa học. Những trang bị nổi bật trong khoang lái gồm: màn hình Apple CarPlay, Bluetooth, radio FM, AM, AUX, USB hỗ trợ file đa định dạng bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh phát triển riêng cho thị trường Việt. 6 loa âm thanh cùng bộ xử lý Akami Premium sao đi kèm DACS AF775X giải mã kỹ thuật số chuẩn 24 bit cho chất lượng âm thanh tốt hơn trước. Các trang bị khác gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cốp điện tự động, đèn tự động, trong khi đó, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM, sao điện thoại không dây chuẩn chi là hai trang bị hoàn toàn mới được bổ sung nhằm tăng sức hấp dẫn cho xe. Hyundai Tucson có 3 lựa chọn về động cơ, bao gồm Động cơ turbo phun xăng trực tiếp 1.6 lít TGD Cho công suất tối đa 177 mã lực tại 5.500 vòng phút Mô men xoắn tối đa 265Nm tại 1.500 đến 4.500 vòng phút Động cơ trên kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp Động cơ r 2.0 lít phối hợp với công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử EVGT, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp CRD cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng phút, mô men xoắn tối đa 400 Nm tại 1.750 đến 2.750 vòng phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là động cơ xăng Nu 2.0L MPI, cho công suất tối đa 155 mã lực tại 6.200 vòng phút, mô men xoắn tối đa 192 Nm tại 4.000 vòng phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. cả 4 phiên bản đều tích hợp hệ thống Drive Mode với các chế độ lái. Eco, normal, spot.